Xin chào các bạn. Để tiếp tục cái hành trình khám phá chợ vùng cao Tây Bắc của mình, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên chợ rất đặc biệt ngay từ cái cách mà bọn mình đến được đây. Đây là chợ phiên Tà Xìn Thàng của huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên. Phiên chợ này thì họp 6 ngày một lần, vào cái ngày Tý và ngày Ngọ. Chợ này thì rất lâu đời rồi, mình nghe nói là có từ thời Pháp thuộc. Đồng hành với mình trong cái hành trình này có bạn bên hành trình Tây Bắc này. Các bạn theo chân mình đi xuống chợ khám phá chợ nhé các bạn nhé. Bây giờ là 9:30. Lúc nãy bọn mình đi sớm quá thì chợ chưa họp. Ở đây chợ họp khá muộn nhé các bạn nhé. Các bạn có đi thì đi đến đây tầm khoảng 9 giờ thôi thì mới đông. Bây giờ là 9:30. Và mình sẽ đi vào trong chợ nhé. Các bạn theo chân mình vào chợ nhé. Mình có để ý thấy trang phục người Mông ở đây khá lạ. Có cái miếng vải sau cái áo này. Nhưng có mỗi ở đây có thế sao ấy. Các bạn thấy trang phục ở đây khá lạ, nhiều màu sắc, họa tiết cũng khác nhau. Bên này là hàng bán mía các bạn nhá. Trang phục đẹp quá. Ăn cái mày này. Mua một tặng một được chị ơi. Mua một tặng một à? Ăn thử đi. Mía mình tự trồng ở đây hả chị? Hay là dạ, mía đây, mía tự trồng ở đây nha các bạn ơi. Mía của bà con tự trồng nha các bạn nhé. Lát rồi mình bọn mình ăn sau. Giờ mới vào chợ thôi. Ừ, mềm. Wow. Hôm nay bán vải. Các cái này đồng toàn người đồng bào kinh hết rồi. Đẹp thế, nhìn trang phục vải họa tiết của họ rất đẹp. Nhiều rất nhiều màu sắc họa tiết nó khác nhau. Trang phục của đồng bào thế này có vẻ ấm áp hơn nhỉ? Ở đây lạnh hơn. Cao nguyên mà, đây là cao nguyên đá. Nhìn vải họ có vẻ kiểu giống như vải nhung ấy nhở? Ờ, vải nhung. Vải không? Không biết có vải không? Nhưng mà nhìn giống. Chợ nguyên một sắc đỏ. Bên này là bán rau, toàn rau cỏ người dân tự trồng thôi các bạn nhá. Đây là rau cỏ. Sạch, ngon sạch. Quần áo đẹp thật đấy. Đây rau đây này, rau Hà Lan này. Cái gì nhỉ? Rau đậu Hà Lan, ngọt đậu Hà Lan. Ừ, đẹp thế, quần áo ơi. Đi vào tiếp nhỉ? Này là váy vải. Rất nhiều màu sắc. Trang phục mình đẹp rồi. Tự làm, tự dệt hết à? Quần áo ấy ạ? À? Quần áo là tự dệt, tự may hết à? Wow, đẹp thế. Cái này mình tự làm, mình làm cho ra mình làm cả đi. Một làm tay thủ công 100% đấy à? Wow. Đây là toàn đồ thủ công đấy các bạn. Đồ thủ công hết nha. Đẹp thật. Đây là cái váy đúng không ạ? Váy, váy. Đẹp thế nhỉ? Mua về kỷ niệm cho bạn gái một cái. lát nữa rồi qua đi chợ lười sách quá. Và tí nữa rồi em qua em đi chợ chơi chợ tí đã. Này có đắt không ạ? Không, 500 nghìn một cái. 500 nghìn một cái. Rẻ quá à. Áo. 500 nghìn một cái váy các bạn nhá. Áo thì 300 ạ. À. Thế nhưng mà ngày xưa em bán cái áo là 300 nghìn. Đây là áo à? Còn đây là cái gì chị? Đây là cái váy ấy. Váy à? À là chưa chưa làm thành, đây là mỗi vải không thôi. À, chợ đông vui lắm các bạn.
máy công ty thì xảy ra chỗ anh. Đi bên này trước nhỉ? Đi bên này trước. Wow. Hoa đu đủ đây. Rau củ quả. Bên này là chỉ à? Đây đây sợi vải sao chứ Thảo? Sợi vải mà, sợi. Đây sợi len. Sợi vải đấy. Sợi vải. Bé này phải đi với em đấy này. Hôm nay không đi học à? Bé. Hôm nay không đi học à? Đồng quá nhỉ, bên ngoài này chủ yếu bán hoa quả nhỉ. Đây chủ yếu chuối nhỉ. Chuối đây. Lá đắng này còn tươi này. Hả? Lá đắng còn tươi này. Rau đắng là rau gì? Cái lá đắng này. À. Ở đây, bạn này trang phục đẹp chưa? Hai bạn nhỏ này. Tất cả bạn. Wow. Đẹp quá. Hai em nhỏ này trang phục đẹp quá. Một quả rau đồ bán tạp hóa, chị bán hàng này trang phục khá là đẹp, nhìn lạ lắm. Mình chưa thấy người Mông người nào ở đâu có cái trang phục kiểu kiểu này. Bên ngoài này là ngoài rìa chợ đó các bạn nhé, chưa phải là trung tâm chợ nhé. Lát nữa rồi mình vào trong chỗ trung tâm chợ là bên ngoài rìa thôi. Ngoài rìa này mình thấy là bày bán rau quả, rau củ quả này, hoa quả này. Tất nhiên là toàn đồ đồ rừng hay là toàn đồ người dân từ đây tự trồng thôi. Sáo này gọi là sáo gì đấy ông? Sáo này gọi là sáo gì đấy ạ? Chả biết. Mình làm thì mình ông bán à ông? Ông bán à? Bán chưa? Bao tiền một cái ông? 15 nghìn à? Cháu cháu lấy một cái kỷ niệm. Rẻ thế ông ơi. Với nào đấy ông? Mày lấy một cái à? Cho cháu một cái nữa, mỗi thằng một cái. Lấy cho cháu một cái. Không không biết thổi để về cũng để nhà cho đẹp. Cháu mua cái. Vâng. Chuẩn chưa ông? Đấy anh bạn mình đang thi thổi sáo với ông. Thổi
sáo này dễ thổi thôi. Anh em mình mua một cây sáo làm kỷ niệm các bạn nhé. Không biết thổi sáo đâu. Cảm ơn ông nhá. Con cảm ơn ông nhá. Anh mua tiêu đi, mua hộ ông đi. Đây ông bán này, 15.000 một cái thôi. Dùng cái tiêu to này. Chắc là cậu này biết thổi này, cậu thổi bài xem nào. Rồi, thổi hay này. Cô chỉ có những thổi những bài nhạc của người Mông đúng không ạ? À? Đấy, âm chức của tôn của người Mông ấy. À, thế ạ. Sao bây giờ anh? 15.000 nữa anh. Anh mua ủng hộ đây này. Ông bán này. Này. Tông quá. 15.000 đúng không ạ? Dạ đúng không ạ? Mua ủng hộ ông đây. Sao tao quay cậu ủng hộ. Thổi được không cậu? Xong lắm. Chung với hai răng này. Đây là nước quốc. Wow. Hay thế. Mày còn biết bài đấy cả? Có chứ. Mấy bài sao thì nhiều biết bài nhưng mà không biết thổi luôn. Sáu trúc. Phải sáu trúc mới thổi được à? Đây có của mình. Của mình mua rồi. Mình không biết đâu mà mua về để kỷ niệm thôi. Ê, biết nó mày, cái gì mày ham. Vâng. Vâng. Con cảm ơn ông nhá, con đi nè. Đại gạo hai mấy em nhỏ này này. Chợ đồng vui lắm các bạn ơi. Vừa rồi là mình vừa đi ngoài bên rìa chợ thôi. Chưa phải trong trung tâm chợ đó. Bây giờ ta cùng đi vào trong bên trong trung tâm nhé. Bên trong chắc là bày bán nhiều mặt hàng hơn. Ngoài là rau cỏ, hoa quả thôi.